Thì hôm nay mình xin tiếp tục giới thiệu về công viên Văn Miếu phần 2 cho mấy bạn xem ha. Rồi. Ở phần trước thì mình cũng có quay sơ qua về cái công viên Văn Miếu ở mặt chính diện của thành phố. Thì hôm nay mình xây phần 2 thì mình sẽ quay những cái chi tiết về ở trong công viên Văn Miếu. Thì nó sẽ có hai khu. Một cái khu A là khu chính diện, hôm bữa mình quay phần 1 á, là mình chỉ quay tổng thể ở vòng vòng cái Văn Miếu thôi. Còn quay phần 1, hôm nay mình quay sẽ quay về khu A, khu B của công viên Văn Miếu. Thì mình sẽ quay chi tiết hơn về cái công viên Văn Miếu. Ở đây là mình quay mặt trước nè mọi bạn. Mặt trước ở đây thì có những buổi chiều thì có những chiếc xe cho những đứa bé, đứa nhỏ đi chơi. Thì mình cũng quay chi tiết cho mấy bạn xem. Đó, chiều ở đây cái sân thì cũng có mấy đứa chặt bà tin. Các bạn có khát nước thì ở đây cũng có một cái quầy bán hàng tự động. Các bạn bỏ tiền vào đây thì nó tự động nó sẽ rớt tiền ra. Rớt các bạn cái nước ngọt này. Đó. Mình cứ bỏ 10 ngàn gì đó, đơn giá nó cũng có ghi trên cái phòng á. Mình cũng quay cái đường đi vô những cái chỗ mà nó trang trí đẹp nè. Đây là có cái cổng nè, cổng sắt nè. Đó, mình quay từ cái cho các bạn coi nè. Đó, quay chi tiết cho các bạn xem luôn. Hôm bữa là mình chỉ quay sơ sơ ở ngoài thôi. Mình chỉ quay cái văn miếu thôi. Mình chỉ quay những cái chỗ mà nó dấu ấn lịch sử của công viên Văn Miếu thôi. Bữa nay mình sẽ quay chi tiết vào trong những cái mà chỗ mình đi tham quan trong cái hồ Khổng Tử luôn. Ở xung quanh cái hồ người ta gọi là cái hồ Khổng Tử, mà cái công viên thì gọi là công viên Văn Miếu. Đó, ở đây mình có đi qua đây, mình đi một cái cửa và cửa sắt nó trang trí nhìn đẹp lắm. Ở trên thì có những cái mà làm giống như một cái lồng đèn vậy đó, buổi tối thì nó có cái đèn chớp. Hôm nào mình sẽ quay cái phần 3 nó phần 4 gì đó, mình sẽ quay buổi tối cho các bạn xem. Mình mới quay sơ sơ với cho chi tiết những cái đường đi chỗ này nè. Đó, ở đây nó cũng có cái quanh quanh cái hồ nó có cái đường. Cái này mình không biết kêu bằng cái gì đó. Cái chỗ này là giống như là một cái bến gì đó, cái bến sông gì đó mà nó có xây những cái hàng rào nè. Chiều cái ga nhìn quan sát xung quanh cũng đẹp lắm. Ở đây người ta cũng chụp ảnh cưới nhiều lắm á. Mình cũng có chụp ảnh cưới đây nữa. Đó, ở đây có cái mình quay thấy cái góc này đẹp mình quay nè. Cái cửa đẹp không? Cái hàng rào nhìn đẹp không? Giống như cái bến sông vậy đó các bạn. Là bằng dáng nha. Đó, mình quay sau đây là cái sau lưng của cái công viên Văn Miếu nè, cái Văn Miếu đó đó. Hôm bữa mình quay trước rồi phải không? Hôm nay mình quay sau cái hồ nè. Sẽ quay cái lên nè. Đó, bữa nay dựng ngay buổi chiều. Tham quan ngay buổi chiều thì nó hơi nó có hoàng hôn các bạn. Đó, đây là cái dọc dọc quanh hồ nè, nó có cái đường đi nè, nhìn các bạn thấy mình quay cái góc rộng nhìn nó đẹp không? Nhìn nó thênh thang không? Đi rất là mỏi chân, đi nếu mà đi mình chịu đi hết cái hồ này nó cũng mỏi chân, nó cũng mệt lắm á. Mình cũng gán mình đi quay hết mấy bạn coi. Nếu mấy bạn biết là ở Văn Miếu mình nó đẹp như thế nào thì mình không phải là hướng dẫn viên du lịch, mà mình chỉ nói những cái mà những cái gì mà mình biết cho mấy bạn xem đây. Chứ mình nói mình cũng có nói chuyện được hay như mấy người hướng dẫn viên nha mấy bạn. Bởi vì mấy bạn cũng xem hình ảnh thôi, mấy bạn cũng thông cảm giùm cái bình luận của mình nha. Có gì mà các bạn cứ góp ý cho mình. Đó, mình đi về vòng vòng ngoài hồ đó, mình sẽ vô trong nè, mình sẽ vô trong những cái nơi mà ở trong công viên nè. Ở trong đây thì cũng có những cái nơi tập thể dục cho mấy anh thanh niên, mấy người trung niên người ta cũng tập lắm mấy bạn ơi. Ở trong đây cũng có thả diều đó, chiều có mấy đứa nít thả diều, người lớn cũng có thả nữa, nam thanh niên, nữ thanh niên cũng thả nhiều lắm, nhiều người lắm. Bữa nào mình sẽ làm cái clip về thả diều ở cái hồ này. Mình sẽ quay sơ sơ cho mấy bạn coi là nó chiều nó đẹp như thế nào. Đây, đây ngay chỗ này là cái cổng nè. Hôm nay không phải gọi cái cổng, cái này gọi là cái tràn qua, cái đường qua.
nó kêu nó làm nó xếp thành một cái chữ đó là công viên Văn Miếu. Mình quay cái góc này mà không được cao không thì nó nhìn nó cũng không được rõ cái chữ công viên Văn Miếu, mà cái chữ mình quay đó là cái chữ công viên Văn Miếu. Nó trên cái đồi ở đây, nó có cái đồi ở trong hồ này, nó sẽ chia đường cái đường mà cái đường đi là bằng đan này, cái trên đó là những cái đồi đó. Ở trên mình, ở trên đồi mình đi xuống nè, mình đang trên đồi mình đi xuống nè, mình sẽ đi xuống vòng vòng đây mình sẽ ở đây cái khu mà ngoài khu tập thể dục ra thì người ta cũng có cái khu dành cho trẻ em. Mình đang lại cái khu mà dành cho trẻ em nè. Mấy bạn có nít gì á, 2-3 tuổi 4-5 tuổi gì đó, những dẫn nó vô đây nè. Nó có cầu trượt rồi nó có mấy cái bập bên nó đẹp lắm. Mà cái khu này dành cho nếu mà người lớn mình chỉ đứng ở ngoài thôi nha, mình đứng mình ngồi băng đá thôi chứ mình không có được lên cái đồ chơi con nít nha, tại vì người ta cấm ta không cho lên, người ta cấm ta không cho lên, người ta chỉ cho là nít lên thôi. Đó, mình sẽ quay vô gần gần đây mấy bạn coi nè. Nó ở công viên này nó cái gì nó cũng có nhưng đầy đủ hết, nó tạo một cái môi trường lành mạnh cho, nói chung là cho thanh niên hoạt động, cho thiếu nhi, cho người lớn luôn, nói chung là dành cho cộng đồng luôn chứ nó không có về một người nào hết, tất cả độ tuổi đó. Mình quay mấy khu này nè, mình ngồi thì người lớn mình ngồi thì mình ngồi cái băng này nè, cũng cho mình có chỗ ngồi để cho mình giữ mấy em bé đồ, giữ mấy đứa nhỏ đồ nó dễ hơn. Đó, chiều cái thả diều nè, chiều cái lên đồi nè, mấy bạn lên đồi cái thả diều. Giờ này thì mình quay cái góc này thôi, nó thả diều ít thôi. Bữa nào mình quay cái chi tiết thanh niên đó, ở đây thả diều nhiều lắm. Rồi mình sẽ qua cái khu B ha. Cái khu B là nó nằm bên, nếu mà mình ở cái cổng á thì cái cổng của công viên Văn Miếu thì nó nằm bên tay trái. Mình đứng ở công viên Văn Miếu thì mình nhìn bên tay trái, thì bên hông tay trái thì nó sẽ có cái cổng bên này. Đó, nó ghi là thành phố loại 2 các mấy bạn. Nguyên miếu thành phố loại 2 nha, đất sen hồng nằm quay cái góc này nè. Có gì mấy bạn coi với mình thuyết minh không kịp thì bạn tua lại giùm mình ha, coi chậm chậm thôi. Đó, mấy bạn thấy không, ở đây có mấy cái cây đẹp lắm nè, mình chỉ quay mấy cái góc đẹp thôi nha. Những nơi này là đẹp nhất rồi đó mấy bạn, ở công viên Văn Miếu là những nơi này đẹp nhất đó. Cái này là gọi là khu B, mấy nãy mình quay là quay khu A. Khu A là của cái Văn Miếu đó. Văn Miếu nó có mấy cái hồ sao, bên đây cũng có hồ nữa. Đó, bên này cũng có cái hồ mà hồ nhỏ hơn bên kia cái hồ rộng hơn. Cái hồ này giống như là một cái bờ kè vậy đó. Đây, ở bên khu này thì sẽ có một cái nhà, mình không biết gọi là cái nhà là nhà gì nữa, giống như một cái nhà cổ vậy đó. Nó làm giống kiểu như là nó trang trí như một cái nhà cổ thôi, để vậy mà người ta nhớ về cái Đồng Tháp là cái hồi xưa là cái nhà cất theo cái này là nhiều lắm, nhà ngói như này như vậy nè. Mà trước thì cũng có làm cái hàng rào, có quả giấy nữa nè. Mình sẽ đi vô trong từ từ ha. Đó, mình vô trong từ từ. Mình quay thì mình cũng quay có một mình mà không có ai hỗ trợ mình. Sau này thì mấy bạn có ủng hộ mình thì ghé ủng hộ mình, đăng ký kênh mình rồi like và nhận xét cho mình, góp ý cho mình để mình có cái tinh thần để mình làm thêm, mình quay thêm mình đầu tư nhiều hơn nữa. Tại vì mới bây giờ mình quay thì cũng chưa có ai giúp đỡ mình hết, chỉ một mình quay thôi. Cái góc này nó cũng ngược sáng nè, tại vì ánh sáng buổi chiều á, nó hơi tối, mình nhìn thì nó vô cái nhà này, nó vô trong thì nó hơi tối. Nếu mà quay sáng quá thì nó bị chá, nó bị mặt trời nó ngược đó mấy bạn. Buổi chiều thì nó hướng ngược rồi, hướng ánh sáng nó ngược rồi. Bởi vì mình quay nếu mà vừa đủ thì ở trong nhà mình không thấy, để mình đi vòng vòng gần gần đây cho mình mang dễ thấy ha. Đó, quay vòng vòng cái nhà này mình thường thường là mấy bạn chụp ảnh thì cũng có vô đây chụp về áo dài rồi đó, mấy đồ mà cổ xưa rồi đó, cái kiểu chụp cưới cũng có nữa, chụp mà vậy nhân chân dung này kia. Đó, đây có cái cổng đường qua đẹp lắm các bạn, nó xếp hình giống như là trái tim vậy đó. Cái mấy cái này thì cũng có 2-3 khu có con đường này. Mình quay cái khu này thì nó dễ hơn, nó đẹp hơn, ánh sáng nó cũng dễ nhìn hơn là bên kia nắng quá nắng rồi mình quay không được.
Nói chung ở đây là có cái khu, mấy cái khu này là đẹp nhất, mình quay những cái chỗ đẹp nhất mấy bạn có gì mấy bạn tham quan nó dễ, mình tham quan nó dễ hơn đó. Cái đường đi nè, mà Đồng Tháp nếu mà ai Cao Lãnh, nếu mà ai chưa có về đây thì sẽ khoảng chừng 2-3 năm không có về đây, về Cao Lãnh thì nó sẽ khác, thấy khác hoàn toàn đó. Chỗ này có mấy cái chị nè, có sen đó, mấy chị này đây chụp hình nè, không biết là đi du lịch hay là bên đoàn văn công gì đó, ngồi ghé nghỉ mệt ngồi chụp hình luôn nè. Đó, bên bờ kè là có một cái những cái này nè, nó làm những cái này mình không biết là cái gì đó, nó giống như cái phao gì đó, cái nhà bè gì đó. Đó, này là nó trong cái bờ kè này, bên dọc bên bờ kè thì nó cũng có xây cái một cái cầu giống như là cái cầu mô hình thôi của cầu Cao Lãnh á, xây cái cầu cũng được, vừa cái hồ nó cũng lớn à. Nó cặp bờ kè là có một cái đường nè, có cái hành lang nè, khi mà mấy bạn đi thì cũng có cái chỗ mà nó an toàn, nó không có nguy hiểm. Tại vì gần hồ nước thì chắc cũng sâu lắm, nó mới làm cái hành lang này nè, lan can này nè, cái này cái lan can, người ta kêu bằng cái lan can, cái hành lang vậy mấy bạn, tôi không, mấy bạn kêu sao, mấy bạn kêu mình kêu bằng cái lan can, cái lan can đi. Xung quanh cái lan can này cũng có mấy cái chậu kiển nè, mình đi bộ rồi mình đi cái vòng cái hồ này, nếu mấy bạn đi thì mệt lắm á, mình đi mình vừa quay mình vừa đi mình vừa nói với mấy bạn nghe là nó cũng mất gần cả tiếng đồng hồ á. Một khu á, khu kia khu A là mình có tiếng đồng hồ, rồi khu B mình đi cũng có tiếng đồng hồ, mình đi xong rồi mình về mình quay mình dựng lại cho mấy bạn coi đó, thì nó gom vô là chừng có mười mấy phút à, mà mình đi là 2 tiếng đồng hồ luôn mấy bạn. Bởi vì mấy bạn có thấy mà nó mình làm thấy nó có ý nghĩa thì mấy bạn cứ ủng hộ mình, đăng ký cho mình ha, rồi góp ý mình có làm gì mà nó chưa có được mà được hay á thì mấy bạn góp ý cho mình ha, để lại nhận xét cho mình. Nhưng mà thấy có đẹp đẹp thì mấy bạn like cho mình ha, để mình có động lực mình làm tiếp. Tại vì mình làm cái này mình làm tới 2-3 video lận, mình làm 2-3 phần lận. Hôm trước là phần 1 rồi, bữa nay là mình làm phần 2. Mình đi cái con đường này bên đây, dọc bên đây nó dài lắm, cái bờ kè nó dài lắm luôn á. Chút xíu mình sẽ cắt bớt, mình đi những cái chỗ mà đẹp mấy bạn coi. Mình đi khúc này nó cũng dài lắm nè, chiều thì có mấy bác này mấy chú đây nè đi thể dục, mình quay mình thấy mình tua cho chậm là mấy bạn cho nó nhìn nó dễ hơn, nhìn cái không khí nó nhìn nó nhẹ nhàng hơn, chứ mình quay mình đi nhanh quá nó giật lắm. Mấy chú đó thấy đi chậm không, thấy cái đường bên bờ kè làm hoành tráng buổi tối còn đẹp nữa. Bữa nào mình sẽ quay một cái clip về cái công viên Văn Miếu này vào buổi tối, và buổi tối người ta sẽ hoạt động như thế nào đó, mình sẽ chuyển qua cái hành lang này lại đi tới cái bên kia, nó hành lang nó dài lắm mấy bạn ơi, dài lắm, mình cũng ghé mình đi thôi, ghé mình đi thôi mà quay hết mấy bạn coi luôn, đi mỗi chân luôn á. Đó là đây nè, có một cái chỗ nè, cái vòi nước này tối nó bắn, nó có đèn ở dưới đây nữa nè, mấy cái vòi này nè, mấy cái phun dưới lên đó, tối nó sẽ có đèn. Giờ này mấy đứa nhỏ giờ nó tắm nè, mấy đứa bé nè, đứa bé giờ nó tắm nè, giờ nó chắc chiều rồi, chắc ba mẹ nó cho nó chơi á, chứ bình thường chắc giờ này ai mà cho chơi giờ này, nó nằm nó chơi rồi, nó sướng không, thông dòng không. Buổi tối nó sẽ có đèn đẹp lắm, bữa nào mình sẽ quay buổi tối mấy bạn coi. Mình sẽ đi tiếp bên đây, mình bỏ qua bên đó đây, mình quay nhiều quá về trẻ em thì YouTube nó không có cho mình quay nhiều, mình sẽ quay đi tiếp tục. Cái đường nó dài lắm đó, thấy không, thấy mình thấy quay mà là gì, cái khúc xa mấy người kia đứng ở đó là thấy xa cái nào không, dài cái nào chưa, mình cũng ghé mình đi hết luôn mấy bạn coi, là cái khúc nó gần gần ngoài mình mới nghĩ
nếu mà ai mà chưa về đây á, lâu lắm chưa về đây thì bảo đảm mấy bạn luôn là sẽ thấy nó, cái thành phố Cao Lãnh thì nó sẽ khác hoàn toàn mấy năm trước. Khoảng chừng 2-3 năm trở lại đây thì nó đẹp lắm, nó đẹp hơn nhiều lắm, nó thay đổi nhiều lắm. Chứ ở đây cái cuộc sống ở đây thì nó cũng nhộn nhịp hơn hồi xưa nhiều lắm. Ban ngày buổi tối thì nó cũng nhộn nhịp hết trơn. Hồi xưa thì mấy bạn về đây thì mấy bạn không biết chỗ nào đi, chứ bây giờ có những chỗ mấy bạn ngồi mấy bạn chơi, mấy bạn ngồi mấy bạn tham quan thì cũng có. Đi chơi mệt thì có trà sữa gần gần đó đó, gần gần chỗ này cũng có trà sữa uống. Rồi có mấy người bán mà bán hàng rong đó, nó bán hàng rong thôi chứ cũng mình thấy cũng bán cũng sạch sẽ lắm, chứ không có được, không phải mà nó không có vệ sinh đâu, mình thấy nó cũng sạch sẽ lắm. Ở đây Cao Lãnh mình biết lên thành phố rồi mà, thì cuộc sống thì nó nâng cao hơn, thì mọi người thì giống như là đời sống mọi người thì cũng được nâng cấp hơn nhiều. Mấy năm trước thì không được như vậy đâu. Đó, mấy bạn thấy không, ở đây người ta đi thể dục nhiều lắm, xa xa một chút xíu là đi dục à. Cần gì mình phải chạy ngoài đường, mình vô đây mình đi bộ một vòng là mình đi ra là mình khỏe rồi, mình đi thể dục cũng được lắm, mà vừa đi tham quan mình vừa đi thể dục. Nó nãy giờ là mình đi cho bạn mấy bạn là hết mấy cái khu ở đây đẹp nhất ở đây luôn rồi đó. Chừng nữa thì mình cũng sẽ quay tiếp những cái phần khác, mong các bạn ủng hộ nha. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.